Chào các con học sinh lớp 4, cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Giờ toán trước chúng mình đã học đến các đơn vị đo khối lượng, đó là yến, tạ, tấn. Trong bảng đơn vị đo khối lượng còn những đơn vị nào nữa? Và mối liên quan giữa các đơn vị đo khối lượng như thế nào? Chúng ta tìm hiểu bài học hôm nay. Bảng đơn vị đo khối lượng, trang 24. Chúng ta đã học các đơn vị đo khối lượng. Tấn, tạ, yến, kg và gam. Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng trăm gam thì người ta còn có những đơn vị đo, đó là decagram và hectogram. Chúng ta tìm hiểu phần thứ nhất của bài là decagram và hectogram. Decagram viết tắt là decagram viết tắt là DAG. Cô giáo nhắc lại, decagram viết tắt là DAG. Còn hectogram viết tắt là HG. Hectogram viết tắt là HG. 1 decagram bằng 10 gram. 1 decagram bằng 10 gram. 1 hectogram bằng 10 decagram. 1 hectogram thì bằng 10 decagram. Và 1 hectogram thì bằng 100 gram. Như vậy là 1 hectogram bằng 100 gram. Ba đơn vị đo khối lượng là gam, decagram và hectogram. Thì chúng ta thấy là hectogram lớn nhất, rồi đến decagram và gam. Đấy, như vậy chúng ta đã biết được hai đơn vị đo khối lượng sau kg, đó là hectogram, rồi đến decagram. Và hectogram, decagram là hai đơn vị lớn hơn gam. Chúng ta quan sát hình, chúng ta thấy đấy, đơn vị nhỏ nhất ở đây, đấy, hình nhỏ nhất là gam, rồi đến decagram. Vì 1 decagram bằng 10 gam, 1 decagram ở đây là 10 gam, tức là 1 decagram bằng 10 gam. Sau đó đến hectogram, 1 hectogram bằng 100 gram. Đấy. Và trên hectogram là kg. Và quan sát ta thấy là từ kg đến gram, chúng ta biết là 1 kg thì là bằng 100 hectogram. Và 1 kg bằng 10 hectogram, 1 kg bằng 100 decagram và 1 kg bằng 1.000 gram. Như vậy chúng ta đã biết là đơn vị đo khối lượng lớn nhất là tấn, rồi đến tạ, yến, kg, hectogram, decagram và gram. Chúng ta có thể thành lập được bảng đơn vị đo khối lượng. Đó chính là phần thứ hai của bài, là bảng đơn vị đo khối lượng. Bảng đơn vị đo khối lượng, cô giáo sẽ thành lập bảng đơn vị đo khối lượng gồm các cột như sau. Chúng ta lấy đơn vị kg là đơn vị đo khối lượng ở giữa. Đấy. Trên kg, tức là lớn hơn kg là yến, tạ, tấn. Và bé hơn kg là các đơn vị đo khối lượng hectogram, decagram, gam. Bây giờ chúng ta xem mối liên quan giữa các đơn vị đo khối lượng như thế nào. Ở đây cô giáo viết là các đơn vị đo khối lượng 1 tấn, 1 tạ, 1 yến, 1 kg, 1 hectogram, 1 decagram, 1 gam. Chúng ta xem liên quan, mối liên quan giữa các đơn vị đo khối lượng ở đây như thế nào.
Như ở bài trước chúng ta đã biết, 1 tấn thì bằng 10 tạ. 1 tạ bằng 10 yến và 1 yến bằng 10 kg. 1 kg bằng 10 hectogram và 1 hectogram bằng 10 decagram và 1 decagram thì bằng 10 gram. Đấy, hectogram và decagram thì chúng ta vừa mới nhận biết được. Và 1 gram thì nó sẽ không gấp đơn vị nào nữa, bởi vì đơn vị gram là đơn vị đo khối lượng bé nhất. Và 1 tấn bằng 1.000 kg. 1 tấn bằng 1.000 kg. Chúng ta đã biết rồi. Rồi trước chúng ta đã biết là tại sao 1 tấn bằng 1.000 kg, bởi vì 1 tấn bằng 10 tạ. Sau đó 1 tạ lại bằng 10 yến và 1 yến lại bằng 10 kg. Như vậy là 1 tấn thì bằng 1.000 kg. Và 1 kg thì bằng 10 hectogram. 1 hectogram thì bằng 10 decagram và 1 decagram thì lại bằng 10 gram, cho nên là 1 kg bằng 1.000 gram. Đấy. Chúng ta sẽ lấy là gì? 1 kg ta lấy 10 nhân với 10 bằng 1.000 gram. Và 1 hectogram thì bằng 10 decagram và 1 hectogram sẽ bằng 100 gram, bởi vì ta sẽ lấy là gì? Ta lấy 1 hectogram bằng 10 nhân với 10. 10 nhân với 10 thì sẽ bằng 100 gram. Đó là bảng đơn vị đo khối lượng. Cô giáo nhắc lại, lớn hơn đơn vị đo khối lượng là yến, tạ, tấn, và nhỏ hơn đơn vị đo khối lượng kg là hectogram, decagram và gram. Lớn hơn đơn vị đo khối lượng kg là yến, tạ, tấn, nhỏ hơn đơn vị đo khối lượng kg là hectogram, decagram và gram. Lớn nhất là tấn và bé nhất là gram. 1 tấn bằng 10 tạ và bằng 1.000 kg. 1 tạ bằng 10 yến và bằng 100 kg. 1 yến bằng 10 kg. 1 kg bằng 10 hectogram bằng 1.000 gram. 1 hectogram bằng 10 decagram và bằng 100 gram. 1 decagram bằng 10 gram. Đấy. Và 1 gram thì là đơn vị nhỏ nhất rồi. Như vậy qua bảng đơn vị đo khối lượng, chúng ta có nhận xét gì về bảng đơn vị đo khối lượng nhỉ? Chúng ta thấy là mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn liền nó. Đấy. Như vậy là, hay là nói cách khác là hai đơn vị đo khối lượng liền kề nhau, nó sẽ gấp 10 lần. Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé. Cô giáo nhắc lại, mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn liền nó. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức chúng ta vừa lĩnh hội được để chúng ta sẽ làm các bài tập. Bài tập 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu A. 1 decagram bằng bao nhiêu gram? Chúng ta biết là 1 decagram thì bằng 10 gram. Và 10 gram thì bằng bao nhiêu decagram? Như vậy 10 gram sẽ bằng 1 decagram. Đây tức là đổi từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn này. Tiếp theo, 1 hectogram bằng bao nhiêu decagram? 1 hectogram sẽ bằng 10 decagram. Và 10 decagram bằng 1 hectogram. Như vậy chúng ta đổi xuôi và đổi ngược này. Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ và từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn. Đó là câu A. Chúng ta tiếp tục làm câu B. 4 decagram bằng bao nhiêu gram? 1 decagram thì bằng 10 gram. Vậy 4 decagram thì bằng 10 gram, bằng 40 gram.
8 hectogram bằng bao nhiêu decagram? À, 8 hectogram. 1 hectogram thì bằng 10 decagram, vậy 8 hectogram sẽ bằng 80 decagram. Thì B, 3 kg bằng bao nhiêu hectogram? 1 kg bằng 10 hectogram, vậy 3 kg sẽ bằng 30 hectogram. Và 7 kg bằng bao nhiêu gam? 1 kg thì bằng 1.000 gam, vậy 7 kg sẽ bằng 7.000 gam. Hai kg 300 g bằng bao nhiêu gam? Ở đây là đổi hai đơn vị đo khối lượng thành một đơn vị đo khối lượng. Ta thấy là muốn đổi 2 kg 300 g bằng bao nhiêu gam thì trước hết ta phải đổi 2 kg bằng 2.000 kg, bằng 2.000 gam. 2 kg bằng 2.000 gam. 2.000 gam cộng với 300 g bằng 2.300 g. Hai kg 30 g bằng bao nhiêu gam? Như vậy như ở ý trên ta cũng đổi 2 kg. 2 kg bằng bao nhiêu gam? 2 kg bằng 2.000 gam. 2.000 gam cộng với 30 g thì bằng 2.030 g. Tiếp tục chúng ta chuyển bài 2. Tính ba trăm tám mươi gram cộng 195 g. 380 g cộng 195 g. Ta lấy 380 cộng 195. 0 cộng 5 bằng 5, viết 5. 8 cộng 9 bằng 17, viết 7 nhớ 1. Nhớ 1 sang 3 bằng 4. 4 cộng 1 bằng 5. Như vậy 380 g cộng với 195 g bằng 575 g. 575 g. Tiếp theo 928 g trừ 274 g. 928 trừ 274. 8 trừ 4 bằng 4, viết 4. 2 không trừ được 7, ta phải mượn 1 chục bằng 100 bằng 1 là 12 cha, 12 chục. 12 trừ đi 7 bằng 5, viết 5. Giảm 1 sang 2 bằng 3, 9 trừ 3 bằng 6, viết 6. Như vậy 928 trừ 274 bằng 654 g, đã đề ca gam. 654. Tiếp theo 452 hectogram nhân 3. Như vậy ta lấy 452 nhân 3. 3 x 2 bằng 6, viết 6. 3 x 5 15, viết 5 nhớ 1. 3 x 4 bằng 12, nhớ 1 bằng 13. Như vậy kết quả bằng 1.356 hectogram. 1.356 hectogram. Tiếp theo 768 hectogram chia cho 6. 768 chia 6. 7 chia 6 được 1, viết 1. 1 x 6 bằng 6, 7 trừ 6 còn dư 1. Ta hạ tiếp 6 thành 16. 16 chia 6 được 2, viết 2. 2 x 6 bằng 12. 16 trừ 12 được
dư 4. Ta hạ tiếp số 8 xuống, được 48. 48 chia cho 6 được 8. 8 x 6 bằng 48. 48 là trừ 48 bằng 0. Như vậy kết quả là 128 hectogram. Đấy, như vậy ở bài toán 2 chúng ta đã làm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số đo thời, các số đo khối lượng. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 3. Bài tập 3. Yêu cầu của bài tập 3 là chúng ta sẽ điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng vào chỗ chấm. Ý thứ nhất, 5 dkg chấm chấm 50g. Như vậy ở đây là chúng ta sẽ so sánh các số đo khối lượng. Muốn so sánh được 5 dkg và 5g, chúng ta thấy ở đây là hai đơn vị đo khối lượng không cùng nhau, không giống nhau. Như vậy là chúng ta phải đổi, ta phải đổi đơn vị đo khối lượng. Vì 1 dkg thì bằng 10g, cho nên là chúng ta phải đổi 5 dkg sang đơn vị gam, bởi vì là đơn vị dkg lớn hơn đơn vị gam. Một là chúng ta sẽ đổi là 5 dkg bằng 50g. Như vậy 50g bằng 50g. Như vậy ta điền dấu bằng, ý thứ nhất. Hoặc là cách thứ hai, ta sẽ đổi 50g bằng 5 dkg. 5 dkg và 5 dkg cũng bằng 5 dkg. Tiếp theo ý thứ hai ở cột thứ nhất. 5 tấn chấm chấm 8 tấn chấm chấm 8.100 kg. Như vậy muốn đổi được muốn so sánh được 8 tấn và 8.100 kg, ta phải đổi 8 tấn bằng bao nhiêu kg? 1 tấn thì bằng 1.000 kg, vậy 8 tấn thì bằng 8.000 kg. Bây giờ ta so sánh 8.000 kg và 8.100 kg. Vì 8.000 kg nhỏ hơn 8.100 kg, vậy ta điền dấu bé. Ý tiếp theo, 4 tạ 30 kg chấm chấm 4 tạ 3 kg. Như vậy ở đây chúng ta thấy là hai đơn vị đo khối lượng ở đây có đơn vị 4 tạ thì giống nhau, bằng nhau. Và một bên là 30 kg và bên một bên là 3 kg. Chúng ta sẽ so sánh được ngay. 4 tạ bằng nhau. Vì 30 kg lớn hơn 3 kg. Cho nên là 4 tạ 30 kg lớn hơn 4 tạ 3 kg. Ý tiếp theo, 3 tấn 500 kg và 3.500 kg. Muốn so sánh được hai đơn vị đo khối lượng này thì chúng ta phải đổi 3 tấn 500 kg, đổi từ hai đơn vị đo thành một đơn vị đo. Đổi 3 tấn 500 kg thành gam. Vì 1 tấn bằng 1.000 kg. Vậy 3 tấn thì bằng 3.000 kg. 3.000 kg cộng với 500 kg thì bằng 3.500 kg. 3.500 kg. Chúng ta so sánh với 3.500 kg. Vậy hai số này, hai số đo khối lượng này bằng nhau. Chúng ta điền dấu bằng. Tiếp tục chúng ta chuyển bài 4. Bài 4 có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân nặng 200g. Hỏi có tất cả mấy kg bánh và kẹo? Bài toán cho biết có 4 gói bánh mà mỗi gói cân nặng 150g và 2 gói kẹo, mỗi gói kẹo cân nặng 200g. Bài yêu cầu
tính xem cả bánh và kẹo có tất cả mấy kg. Trước hết cô giáo tóm tắt bài toán. Tóm tắt: 4 gói bánh mỗi gói 150g, 2 gói kẹo mỗi gói 200g. Hỏi chấm chấm bao nhiêu kg, có tất cả là bao nhiêu kg. Vậy muốn biết cả bánh và kẹo, tức là 4 gói bánh và 2 gói kẹo có tất cả bao nhiêu kg, thì chúng ta phải tính được 4 gói bánh nặng bao nhiêu gam và 2 gói kẹo nặng bao nhiêu gam. Sau đó ta cộng khối lượng bánh và kẹo, sau đó ta đổi số gam đó thành kg. Trước hết ta tính 4 gói bánh nặng số gam là. Ta trả lời 4 gói bánh nặng số gam là. Mỗi gói là nặng 150g, vậy 4 gói nặng bao nhiêu? Ta lấy 150. 150 nhân 4. 4 nhân 0 bằng 0, ta viết 0. 4 nhân 5 bằng 20, viết 0, nhớ 2. 4 nhân 1 bằng 4, nhớ 2 bằng 6. Như vậy 4 gói bánh ta tính được là 600g. Tiếp theo ta tính 2 gói kẹo nặng bao nhiêu gam? Trả lời 2 gói kẹo nặng số gam là. Mỗi gói nặng 200g. Bây giờ 2 gói thì ta sẽ lấy 200 nhân 2 bằng 400g. Sau khi tính được khối lượng của 4 gói bánh và 2 gói kẹo, bây giờ ta sẽ tính khối lượng của 4 gói bánh và 2 gói kẹo. Ta trả lời là 4 gói bánh và 2 gói kẹo nặng số kg là. Hoặc trả lời là tất cả bánh và kẹo nặng số kg là. Nặng số kg là. Ta lấy khối lượng của bánh là 600g cộng với khối lượng của 2 gói kẹo là 400g bằng 1000g. 600 cộng 400 bằng 1000 gam. Vì yêu cầu của bài tính xem là khối lượng của bánh và kẹo nặng bao nhiêu kg, vậy như vậy ta sẽ phải đổi 1000g bằng bao nhiêu kg. Vì 1kg bằng 1000g, vậy 1000g thì sẽ bằng 1kg. 1000g bằng 1kg. Chúng ta đáp số là 1kg. Như vậy giờ toán vừa rồi chúng ta đã biết thêm hai đơn vị đo khối lượng nữa, đó là decagram và hectogram. Như vậy bảng đơn vị đo khối lượng gồm những đơn vị tấn, tạ, yến, kilogram, hectogram, decagram và gam. Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn liền nó.
Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.